Vâng, mình xin chào tất cả các anh em à, Ngày mai là ngày 16 tháng 1 năm 2024 Thì mình có giao máy mô tô cho một anh khách hàng ở Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng Anh em nhé vâng Và cái công việc của mình, mình đã kiểm tra tất cả các máy mô tô đã, đã làm việc bình thường Và ngày mai thì mình sẽ tiến hành lên đường giao máy anh em nhé mình uh, xin thông báo đến cho anh em uh, Những anh em nào ở khu vực miền Bắc Miền Bắc từ Thanh Hóa trở ra miền Bắc Anh em có nhu cầu Muốn mình mua giao máy mô tô Sikantap tại nhà Và huấn luyện anh em sử dụng máy tại nhà Thì anh em vui lòng gọi vào số điện thoại trên màn hình Mình sẽ tư vấn cho anh em Và mình giao máy tại nhà cho anh em được Anh em nhé uh, Nếu như anh em mà muốn mình giao máy tại nhà uh, Thì là mình anh em có nhu cầu thì mình sẽ giao tại nhà và huấn luyện tại tại nhà khi nào anh em sử dụng máy thành thạo thì mình với với về anh em nhé và còn cái nào anh em chưa hiểu nữa thì mình sẽ hỗ trợ điện thoại qua zalo anh em ạ vâng à, tất cả những cái đồ mà, mà, máy mô tô chính táp thì mình sẽ mang theo thì mình sẽ mang theo tất cả là 10 máy mô tô xì táp để đủ giao cho tất cả những anh em ở tỉnh khu vực miền bắc anh em nhé à, tất cả các cái cáp như là cáp kiểm tra cảm biến CKB thì mình cũng mang mang theo luôn ạ. Mang theo để cung cấp cho anh em luôn. Rồi, máy tính bảng thì mình cũng mang đi chục cái máy tính bảng anh em nhé Mang đi chục cái máy tính bảng mình chỉ để lên đây hai cái thôi vì là đây không có chủ đề à, máy tính bảng thì mình sẽ mang chục cái máy tính bảng, motocicleta mình mang chục máy motocicleta. Các cái bộ cáp như là cáp kiểm tra phần cứng của ECU hệ thống khóa thông minh thì mình cũng mang theo chục bộ anh em nhá hoặc là các cái bộ cáp kiểm tra ECM ACG có nghĩa là kiểm tra ECM đề từ đấy anh em ạ thì mình cũng mang theo luôn để cung cấp cho anh em luôn vâng như vậy là mình cũng đang có chương trình khuyến mại đấy khi mà anh em mua một bộ máy mô tô tác thì mình sẽ khuyến mại cho anh em một cái bộ cáp đó chính là cái bộ cáp này là bộ cáp kiểm tra cảm biến CKB và kiểm tra cái van IACV và ISC trên những cái dòng xe máy thế hệ mới anh em nhé và cái bộ cáp này là lựa chọn thêm nó không có đi theo trong bộ máy tiêu chuẩn như thế này anh em nhé và và cái bộ cáp này khi mà anh em mua thêm thì giá của nó là 950.000 anh em nhé 950.000 và đợt này thì mình sẽ đang có chương trình khuyến mại cái bộ cáp này luôn anh em nhé khuyến mại, mại, cái bộ cáp luôn vâng ạ cái mục đích giao máy tại nhà của mình thì cũng rất có rất nhiều anh em máy mô tô thì nhiều tiền máy chất lượng tốt nhiều chức năng nên là giá thành nó lên tới mười mấy triệu anh em nhé nên là một số anh em thì cũng rất chi là muốn sử dụng máy mô tô táp và nhiều có nhiều khách hàng thì sẽ tin tưởng à, và mình sẽ gửi qua đường bưu điện anh em ạ Có nghĩa là nhận hàng trên mạng qua đường bưu điện nhưng mà một số các anh rất chi là thích dùng máy mô tô táp nhưng mà các anh người nhà các anh nhé các anh thì tôi tin tưởng rồi các anh xem các video của mình thì các anh thừa tin tưởng mình nhá nhưng mà người nhà vợ con rồi là anh em bạn bè thì thấy một cái số tiền mà mua máy cho nó lỗi mô tô chiến tác nó tới mười mấy triệu một số anh em là cũng không um, anh em thì anh em sẽ tin tưởng mình nhưng mà người nhà người thân thì cậu sẽ không tin tưởng và khuyên các anh không nên mua máy ở trên mạng uh, với số tiền nhiều thì biết được cái nhu cầu như vậy thì mình sẽ uh, giao máy tại nhà cho anh em và đỡ anh em sẽ được sờ, được chạm, được sử dụng máy bằng da, bằng thịt để anh em tại nhà của anh em luôn và sau khi mình giao máy xong thì anh em um, sờ bằng da bằng thịt thì anh em sẽ người nhà của anh em người thân của anh em sẽ tin tưởng hơn anh em nhá nhưng ngược lại một cái là khi mà anh em có nhu cầu mình giao máy tại nhà thì anh em phải chịu thêm cho mình cái tiền phí đó chính là phí cầu đường, phí đường cao tốc, phí tiền xăng, anh em nhé. Nó cũng không có đáng là bao nhiêu, thì anh em có thể là à, khi mà anh em có nhu cầu thì mình sẽ phải xin cái địa chỉ của anh em để mình đo được cái quãng đường di chuyển là nó hết bao nhiêu cây số, anh em ạ. Thì mình có thể là tính ra cái tiền cầu đường, tính ra cái tiền phí tiền xăng để mình tư vấn cho anh em cộng vào cái tiền giá của máy, anh em nhé. Đấy là thêm cái phát uh, phát sinh thêm cái phí đi đường anh em ạ còn một số anh em mà uh, không có nhu cầu giao tại nhà mà anh em chỉ cần anh em không bị mất thêm cái tiền phí đó thì anh em cũng cứ gọi vào số điện thoại trên màn hình thôi và cũng rất như nhiều như các anh em khác ở trong ở bên Campuchia rồi những anh em ở bên Lào rồi anh em ở khu vực miền Trung anh em ở khu vực miền Nam miền Bắc anh em không có nhu cầu giao tại nhà anh em chỉ cần nhận máy qua đường bưu điện thôi thì trước đến giờ thì mình cũng mình làm bán máy mô tô trên táp vài năm nay rồi thì đa số là mình giao ở trên mạng thôi giao qua đường bưu điện anh em nhận hàng kiểm tra hàng với thanh toán tiền và sau khi mà anh em nhận được hàng rồi thì anh em sẽ gọi cho mình và mình sẽ hướng dẫn anh em sử dụng qua Zalo cũng rất nhiều anh em ở trong miền Nam nó xa quá hoặc là ở bên Campuchia Lào mình không giao tới tại nhà được thì anh em có thể là đặt qua mạng cũng được anh em nhé tất cả là ở trên mạng thì cũng có người tốt cũng có người xấu anh em ạ cũng có người tốt người xấu chứ không phải là ai bán hàng trên mạng cũng xấu cả anh em nhé và mình là một địa chỉ rất chi là uy tín nhiều năm ở trên thị trường hầu như tất cả những anh em thợ sửa chữa xe máy đặt máy mô tô chuyển táp bên mình thì trong vài năm qua mình phải giao tới hàng nghìn bộ máy mô tô chỉ táp rồi anh em nhé và vừa rồi đấy vừa rồi anh em thấy là à, hồi vào cuối tháng 10 năm 2023 thì à, mình có được Thầy Dương Tuấn Dũng Thầy Dương Tuấn Dũng là thạc sĩ Dương Tuấn Dũng là tác giả Của máy tô Marine Việt Nam Anh em nhé Và thầy có trao tặng kỷ niệm trương Là đại lý xuất sắc Năm 2023 Anh em nhé Một trong nhiều đại lý của công ty BTD Auto Việt Nam Để được thầy Dương Tuấn Dũng trao tặng kỷ niệm trương Tại thủ đô Bangkok Là đại lý xuất sắc Năm 2023 Thì nó rất thì là nhiều cái yếu tố anh em nhé thứ nhất là lượng máy nhập để cung cấp ra cho anh em số lượng nhiều rồi chỉ tiêu nữa là cái kiến thức về hệ thống xe máy mới anh em nhé có nghĩa là mình đủ cái kiến thức để mà khi giao máy cho anh em để mình có thể hỗ trợ cho anh em được đó là cái về cái kiến thức rồi uy tín uy tín anh em nhé uy tín và hỗ trợ khách hàng là cái tiêu chí thứ thứ ba và cái thứ, thứ thứ tư là một đại lý làm việc nghiêm túc chính xác anh em nhé làm việc nghiêm túc chính xác và là một đại lý uy tín nhiều năm ở trên thị trường làm việc nghiêm túc thì mình đạt được các cái yếu tố đó thì mình được thạc sĩ thầy dương tấn dũng tác giả của máy tác của cán bộ viện hàn lâm khoa học việt nam công ty DTD Auto Việt Nam thầy trao cho mình một cái kỷ niệm trương kỷ niệm trương là đại lý xuất sắc năm 2023 và thầy trao cái kỷ niệm trương cho mình là ở uh, vào cuối tháng 10 năm 2023 tại thủ đô Bangkok Thái Lan anh em nhé vâng anh em chờ mình một chút mình sẽ lấy cái kỷ niệm trương ra để mình chia sẻ đến cho anh em anh em nhé Vâng, như vậy là mình đã lấy cái kỷ niệm chương của thầy uh, Dương Tuấn Dũng. Đây ạ, đây là cái kỷ niệm chương uh, được thầy uh, trao tặng tại thủ đô Bangkok, Thái Lan vào hồi cuối tháng 10 anh em nhá. Vâng ạ, dtdauto.com anh em nhá. Đại lý xuất sắc năm 2023 à uh, Bangkok, Thái Lan ạ. Đây mình có thể là di chuyển gần đến để cho anh em xem được cái nội dung của cái kỷ niệm chương anh em nhá. Vâng ạ, một cái kỷ niệm chương rất chi là đáng quý của mình và một cái nghị trường qua bao rất nhiều cảm xúc rất chi là nhiều cố gắng ở, ở năm 2023 anh em nhé và nó rất chi là mất nhiều thời gian công sức cố gắng của mình thì mình mới đạt được cái kỷ niệm trường này anh em nhé mình rất vui và trân trọng cái kỷ niệm trường này và mình cũng xin gửi lời cảm ơn đến công ty DTD Auto Việt Nam đến thầy thạc sĩ Dương Tuấn Dũng tác giả máy mô tô Scantap rồi là thầy Phú thầy uh, Phú là giám đốc kỹ thuật của bên công ty DTD Auto Việt Nam và cùng các cái bạn um, hỗ trợ kỹ thuật các cái bạn kỹ thuật của công ty đấy mình xin cảm ơn công ty rất chi là là nhiều và mình xin rất chi là biết ơn đến công ty công ty DTD Auto Việt Nam là một đơn vị chuyên đào tạo về hệ thống xe máy điện xe máy thế hệ mới và là sản xuất ra máy chuẩn đoán MOTO scan tap một cái máy rất chi là tuyệt vời anh em nhé có đầy đủ các cái chức năng uh, cao cấp các cái chức năng đẳng cấp mà những cái dòng máy khác không có và máy MOTO scan tap thì là các cái chức năng của nó thì thứ nhất là an toàn đúng khoa học kỹ thuật không có những không có những cái chức năng phi kỹ thuật anh em nhé máy thì an toàn độ tin cậy cao chính xác và một cái dòng máy uy tín nhiều năm ở trên thị trường và anh em rất chỉ là đáng quý nghe tới Moto Scan là anh em biết được là dòng máy nó như thế nào rồi đặc biệt là máy Moto Scan Tab nó không bao giờ nó bị bảo hành nó không bao giờ bị lỗi và khi anh em mua thì anh em không bị hối hận anh em biết được là mình bỏ ra cái số tiền và anh em nhận lại được cái các cái chức năng mà khi anh em giúp ích được anh em trong cái lúc làm nghề khi anh em chuẩn đoán bệnh thì anh em thấy là nó rất chỉ là đáng đáng giá và ở trên thị trường thì cũng rất nhiều những cái dòng máy chuẩn đoán lỗi các công ty ngoại khác sản xuất nhưng mà các cái chức năng thì nó không được giống như máy Moto táp. và cái giá tiền anh em bỏ ra nó cũng không phải là nhỏ rất lớn đối với những cái dòng máy khác nhưng mà khi mà đổi lại được các cái chức năng mà phục vụ anh em hàng ngày sửa chữa xe máy hàng ngày thì nó sẽ không anh em không được hài lòng anh em nhé anh rất nhiều anh em khi mua những cái dòng máy khác rồi thì anh em hối hận vì là mình đã chọn sai cái dòng máy và nó không giúp ích được nhiều trong cái công việc sửa chữa xe. Đây là một số anh em ở năm 2023 thì để mà đạt được cái đại lý xuất sắc tiêu thụ máy cung cấp máy cho anh em nhiều á thì là cũng rất nhiều anh em nhận ra được là khi sử dụng cái dòng máy khác nó không bằng dòng máy mô tô xe và anh em đã lựa chọn sai cái dòng máy nên là anh em đã rất nhiều anh em đã bán hoặc là để trong nhà và anh em sẽ nâng cấp lên máy mô tô xe anh em nhé rất nhiều anh em nâng cấp lên máy mô tô chỉ cần táp để anh em dùng. Vâng như vậy là anh em thấy rồi. À, những anh em thợ mà anh em đã có điều kiện sử dụng máy lâu năm á, anh em đang nâng cấp để sử dụng máy mô tô chỉ cần táp không anh em. Anh em có thể là nâng cấp từ những cái dòng máy của công ty khác lên để máy sử dụng máy mô tô chỉ cần táp có nghĩa là nâng cấp lên. Thì máy mô tô chỉ cần táp của mình đang ở một cái tầm cao mà không có dòng máy nào với tới được. Thì bắt đầu anh em bắt đầu nay 2024 thì anh em mới bắt đầu sử dụng máy thì anh em có tài chính để anh em mua máy thì tại sao anh em không lựa chọn những cái dòng máy cao cấp nhất đối với những anh em sử dụng trước rồi anh em phải mua máy mô tô chân táp để chuyển đổi lên máy mô tô chân táp thì tại sao anh em không mua máy mô tô chân táp mà anh em lại mua những cái dòng máy thấp hơn để rồi sử dụng một vài năm anh em nhận ra thì anh em lại phải, phải nâng cấp lên máy mô tô chân táp đúng không anh em những anh em người ta có điều kiện cách đây hàng chục năm người ta đã sử dụng máy rồi và người cuối cùng chốt lại là vẫn mô tô kết táp vẫn là đẳng cấp nhất đúng anh em. Thì bây giờ anh em mình có điều kiện anh em mua thì anh em mua thẳng cái máy mà những được những anh em um, sử dụng lâu anh em trải nghiệm anh em đổi đời sang chứ mình không mua những cái dòng máy mà anh em khác không dùng được anh em bỏ ra rồi thì mình lại đi mua như vậy nó không đúng anh em nhá. Nó không không, không hay. Tại sao mà anh em không mua các loại máy cao cấp luôn? chỉ có máy mô tô triển táp thì mới đáp ứng được nhu cầu đó thôi anh em nhé. Vâng như vậy là mình xin nhắc lại một lần nữa ngày mai là ngày 16 tháng 1 năm 2024 mình có giao máy mô tô triển táp cho một anh khách hàng ở đồ sơn hải phòng anh em nhá Vâng gọi những anh em nào ở khu vực miền bắc từ thanh hóa đến khu vực miền bắc ví dụ như là à, ninh bình hòa bình à, hà nam hưng yên rồi là hải phòng Bắc Giang, Bắc Ninh Rồi lên trên Hà Nội, Vĩnh Phúc Lên trên cao hơn, sâu hơn nữa thì có uh, Lào Cai, Yên Bái Rồi là Lạng Sơn, Cao Bằng Đấy, những cái tỉnh đó Có gọi như là từ miền Thanh Hóa trở ra miền Bắc Anh em Tây Bắc luôn, anh em có nhu cầu thì mình ra sẽ giao máy mô tô xe táp và huấn luyện cho anh em sử dụng máy tại nhà anh em nhé anh em có nhu cầu thì gọi vào số điện thoại trên màn hình anh em nhé Video ngày hôm nay thì mình xin kết thúc cái video này ở đây Công việc của mình bây giờ là di chuyển tất cả các con máy Và lấy thêm máy ra cúp sau để Chuẩn bị sẵn sàng để sáng mai uh, Mình sẽ lên đường cho máy anh em nhé uh, Mình xin kết thúc cái video này ở đây Xin chào và hẹn gặp lại